tâm yên lặng thanh tịnh. Bà nói thôi để trả lời vòng vòng để tôi nghĩ thử coi, muốn cho được tiêu tai tịnh sự phải chăng là chúng ta đừng có tính sự thì nó sẽ tịnh sự không? Tại vì tất cả mọi việc xuất phát từ tâm đúng không? Địa ngục cũng tại tâm, làm quấy về thiên đường ta mới tạo ra cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Nhất thiết do tâm tạo, dạng pháp do tâm sanh, nhất tâm sinh dạng pháp. Vậy thì tất cả mọi sự việc đó là do nơi tâm của mình. Khi tâm mình khởi sanh lên thì vạn vật đều sanh. Tâm mình buông tất cả thì dạng vật đều diệt. Cho nên muốn được tiêu tai tịnh sự đó là ít nhất đó, là chúng ta đừng sanh tâm, sanh tâm tính. Trên cái câu chuyện đơn giản nhất đó là sanh sự, sự sanh đó, bớt diệt vật, bớt diệt thì diệt bớt. Từ mỗi chuyện mà ông thầy đi vắng rồi giao cho cái vị đệ tử ở nhà giữ ngôi chùa, cái thấy chuột nó cắn phá đồ đạc trong chùa quá, cái bắt đầu mới đem con mèo về nuôi. Khi sinh con mèo về nuôi rồi đó, bây giờ phải kiếm gì để nuôi con mèo, sinh sữa hoài thì cực, bắt đầu phải mua con bò sữa. Mua con bò sữa thì sau khi mua con bò sữa xong đem về đó thì bây giờ phải chăn thêm con bò, mà mình tu hành có thời gian để chăn bò bắt buộc phải mướn một đứa đệ tử mượn đi chơi, nó về đang nó chăn con bò. Cái từ từ ở trong chùa nó lớn lên, nó đâu có tu đâu, cho nên phải cưới vợ, giờ phải xuất tiền cưới vợ cho nó. Mà xuất tiền cưới vợ cho nó rồi đó là phải lo làm ăn kinh tế cho nó, rồi phải mở mang sự nghiệp cho nó. Rồi cuối cùng chung quanh chùa là biến thành cái khu chợ buôn bán kinh tế. Ông thầy 30 năm sau đi chơi về, ông nhìn không ra cái chùa đó. Ông hỏi, ủa tại sao cái chùa lúc thầy giao cho con đi là nơi đây thanh vắng yên tĩnh trong sạch, bây giờ thành cái nơi ở đông đúc phồn hoa thế này? Anh nói dạ thưa thầy, bắt đầu xuất phát đầu tiên là con chuột cắn đồ. Anh cứ dài tới 30 năm sau thành cái chợ. Vậy là do nên khi chúng ta sanh tâm á, bắt đầu chúng ta tính nè, từ vấn đề là mua sắm ăn uống tất cả các cái này cái kia, chúng ta sửa chữa, chúng ta làm ra tất cả các cái đó, chúng ta mới rơi vào cái chỗ của cái phiền não trong cuộc sống. Trong phiền não của cuộc sống chúng ta phân được hai phần. Cái phiền não trượt mà Đức Thầy cho biết là trí dẫn dơ, tưởng đối nhớ đây, thiết mưu kế tôn bề thắng thối, rồi ghi thù quán trưởng điều đáp đối, nên ma phiền não trượt đắm sai. Nếu chúng ta không có cái lý luận trong tư tưởng rằng đúng là sai, là hay là dở, là phải là trái, là được là mắc, thì không bao giờ bị phiền não trói buộc. Trong cái bạch thức của con người á, cái tàng thức con người nó phân làm hai phần, được gọi là bạch thức và cái phần phiền não hắc ám, được gọi là phần đen tối. Hai cái phần này yêu cầu lắng trong cái tư tưởng mình là ở thành phần nào đi nữa thì nó cũng gọi lẫn là phiền não. Người ta sẽ được tí dụ thế này, y như là mình đi trên đường, một hạt bụi rơi vào mắt vẫn bị sốn. Nhưng cái người làm vàng đó, một cái mạt vàng rơi vào mắt vẫn bị sốn như nhau. Người ta sẽ nói thêm là khi mà nói trong một cái tù, đó là tù bằng sắt thì vẫn là tù, mà cái tù bằng vàng vẫn là vàng. Cho nên cái người trói buộc vào cái dòng danh lợi tình, trong cái thuận cũng gọi là trong trói buộc. Cái người bị trói buộc vào trong cái nghịch cũng là trong trói buộc. Cho nên á, hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, là ở cái Đức Thầy muốn cho chúng ta biết rằng trong đời tu đó là chúng ta đừng rơi vào chỗ trói buộc này. Phải nhận định sâu sắc rằng là nhân ngã, ngã nhân, đừng cách biệt, sắc không, không sắc chớ lìa xa. Phải vượt phá qua mọi vấn đề trong cái đời sống của chính mình, được gọi là phá ngũ uẩn nhất lần tha mái đó, để hoàn toàn diệt đi tất cả các cái tư tưởng tạp niệm của chính mình. Cho nên trong lĩnh vực tu tâm á, thì bản thân người này phải nhận diện ở những yếu tố thế nào là thất tình lục dục, cần phải loại bỏ. Chúng ta sẽ không phân tích cho này nghe. Thế nào là thất tình lục dục, cần phải loại bỏ. Thế nào là tham sân si, cần phải loại bỏ. Sớm muộn cũng loại bỏ, nhanh chóng cũng phải loại bỏ. Chúng ta biết rằng là ý niệm này phát sinh lên, nó là tham hay là sân, nó là si hay là mê. Phải nhận định rằng khía cạnh của nó và chúng ta phải loại bỏ nó bằng cách nào. Bằng con đường là chuyên tâm niệm Phật, hay là bằng con đường thiền tịnh buông bỏ tất cả, hay là bằng ngoại quán tưởng tư duy, để chúng ta loại bỏ được yếu tố này thì gọi là tu tâm. Tu tâm là chúng ta nhìn lại cái ý niệm xuất phát khởi đầu của tư tưởng mình, bằng mỗi ý niệm đó nó hình thành ở thế nào. Cho nên Đức Thầy mới nói là ước mong đời xét kỹ tu hành, hay là tu biết cách như đương biết đá, đương đắc rành đừng vừa xe lon. Tại vì chúng ta biết cái tâm này khởi lên đó là do lòng tham, thì Đức Thầy dạy là hãy bố thí việc lòng ích kỷ. Mà nói theo một từ ngữ vui là bắt đầu là chấp nhận là chơi đó. Mày tham không? Mày tham một tao bố thí gấp 10. Giống như Thái tử là cho cái vợ lẫn con luôn, cái còn tham không? Cho hết, cho toàn diện. Thái tử Câu Na La trong thiền kinh của Đức Phật là cho chặt sạch chuỗi, cho hơi ráo hết, lòng tham diệt mắt. Bây giờ chúng ta hãy thử thay, mình thấy thí dụ hôm nay chúng ta ham muốn điều đó, chẳng những mình không cần không mua mà mình xuất cái tiền của mình lên gấp đôi điều đó nữa, nó không dám ham muốn nữa.
Thứ hai là nói về cái khi đối cảnh tất cả mọi vấn đề thì vấn đề sự sân hận nổi lên, thì vấn đề sân hận Đức Thầy bắt đầu dạy chúng ta đó là phải sống bằng cái tâm hỷ xả, bằng cái tâm buông. Nó phải biết tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, thì chúng ta khởi cái tâm phải thương yêu, phải bỏ qua tất cả mọi vấn đề. Cái khó nhất là vấn đề hai từ gọi là mê. Mê là gì? Gọi là si và ham muốn. Đây là một cái bóng tối mà trong hệ thống vô minh. Đức Thầy dùng một đoạn văn rất là dài, muốn phá cái vô minh trước nhất phải điều luyện có tinh thần cho mạnh mẽ, lấy đó làm cương mục để bài trừ những thành kiến nè. Bây giờ mình coi mình có thành kiến không, có là bỏ đó. Rồi cố chấp, thói quen, sự chần chờ, lòng ham muốn, tật đố dèm, xỉm vô lịch, ích kỷ tư tâm và sự mê đắm trong bảy lực trực tình. Trong thất tình lục dục chúng ta có thể hạn chế nổi, trong được gọi là bát phong hay là lục căn lục trần chúng ta có thể hạn chế nổi, nhưng mà đối mặt với tham sân si á, phải nói là rất khó hạn chế. Cho nên nếu chúng ta không căn kỹ vào giáo pháp của Thầy và không nhìn rõ những tiến trình trong tư tưởng của mình đó, là chúng ta sẽ bị cái màn vô minh đó làm chủ. Khi vô minh làm chủ đó thì bắt đầu là sân hận ham muốn, và bắt đầu từ đó đó là những cái ngôn ngữ hình thành từ từ nó đi theo, và bắt đầu từ từ chúng ta rơi vào con đường gì, con đời, con đường phàm tục và tranh lệ tình trở lại. Đây là tính chất đặc biệt của tham sân si đã đưa con người đánh mất điều đó. Cho nên cái người mà thiếu tu tâm dưỡng tánh thì cái người này không thể nào thành tựu trên con đường tu thân hành thiện. Ở đây thì tôi xin mạn phép nói thẳng một câu, tất cả những người tu theo Phật giáo buồn tôi chịu, cái người tu mà còn tham sân si thì không bằng tới hai từ giải thoát ngoài tam giới. Nhớ nghe, giải thoát ngoài tam giới, muốn vượt ngoài tam giới, hoành siêu tam giới, không còn bị dòng sanh tử luân hồi câu thúc, thì phải làm sao hoàn toàn khống chế và triệt hạ cho bằng được tham sân si, và làm sao tách khỏi được cái bối cảnh gọi là danh lợi tình, chúng ta mới thoát được điều đó. Thì lĩnh vực này gọi là tu tâm. Tại sao mà trong chương trình này Đức Thầy lại kêu là dưỡng tánh lành? Tu tâm là một tiết mục, dưỡng tánh là một phương diện thứ hai. Chữ tánh được trước theo nho học là viết như thế này, bắt đầu là nó viết từ một chữ sinh. Chữ sinh đây là đánh dấu là chữ sinh. Chữ tánh nó gồm có hai phần, một đó là bá tánh, nếu chữ bá tánh là nó thêm cái chữ nữ bên đây, tức là người phụ nữ sinh ra muôn người muôn loài, và con người thì bắt đầu tạo thêm sinh ra bá tánh. Nhưng mà chữ sinh á là trong tâm sinh, là trong cái chữ sanh này nè, chữ sinh nó sanh viết thêm chữ tâm, chữ tâm bán thể là tâm đứng, gọi là chữ sinh. Chữ sinh này gọi là tâm sinh. Thì cái chữ tánh mà ta viết bằng chữ sinh là do tâm sinh đó, tức là sau khi tâm mình đã có sự kiên định thì một ý niệm của tâm phát sinh lên đó, là cho chúng ta thấy rất là rõ khi cái người nào mà lắng lòng lại, tức là mình định tâm, cái thầy cũng biết là định tâm thần như mặt nước hồ đó, suy với nghĩ, ghi suy đừng nói, thì lúc này chúng ta sẽ thấy được ý niệm mình phát sinh. Nếu đây là ý thiện, tại sao chúng ta phải dưỡng? Bởi vì đó, trong Phật giáo nó đi theo tiến trình, cái người mà bắt đầu chứng cái quả gì đầu tiên đó là tư đào hoàng, nằm trong quả thất lai, tư đà hàm là nhất lai, a la hàm đó là bắt thối, nhưng bắt đầu rơi vào chỗ a la hán đó là người này mới bước hoàn toàn vào cái cửa đạo. Đức Thầy dùng cái câu rất là Phật nhi phải được lòng thành, muốn trở thành một Phật nhi là con Phật á, là người hoàn toàn bắt đầu vào cái cửa siêu thoát tam giới đó thì phải có lòng thành. Thì bắt đầu muốn được lòng thành này phải gọi là dưỡng tánh. Thì ngay khi tánh thiện mình phát sinh đó, trong tánh mình nó sẽ phát sinh ra hai phần, một đó là nó sẽ đeo đắm theo danh lợi tình và tham sân si, hai đó là hướng đến tất cả mọi việc làm việc phải bằng cái là tự bi tâm, cái này gọi là Bồ Tát. Khi dưỡng tánh này đó là chúng ta sẽ nâng cấp bậc cái quả gì mình hành thì đưa lên, cái thiện tâm mình nâng cao tới đâu, tánh linh mình nâng cao tới đâu thì cái quả gì trong cái con đường Phật đạo chúng ta nâng cao tới đó. Bước tiến trình này ở Phật giáo gọi là sơ phát tâm của Bồ Tát đạo. Chúng ta đi từ thành phần 1, từ thành phần 2 cho tới bắt đầu chứng tới cái quả gì được gọi đó là thập địa Bồ Tát, cho tới đẳng giác Bồ Tát, cho tới diệu giác quả hai Bồ Tát, và sau đó thực hiện cái hạnh nguyện đó là cứu độ chúng sanh trở về ta bà này, bắt đầu làm cái việc là cứu thế độ đời. Thì sở dĩ mà Đức Thầy kêu mình dưỡng tánh lành đó, để chúng ta dung trồng cõi phúc, giảm bớt tất cả các ác nghiệp để tăng cao phước báo. Ngay các bậc như là Ngài Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, cả ngay ông Di Ma Cư Sĩ đều là những vị hoạt Phật, được gọi là đắc đạo thành Phật đó. Nhưng mà muốn có được một cái quốc độ lớn lao, có một cái cõi thế giới vô cùng rộng lớn để cứu độ chúng sanh, thì người này phải thực hiện trên cái tánh lành của mình, gọi là từ bi tâm. Cho nên Ngài Quan Thế Âm luôn luôn thực hiện 16 đại nguyện đó, để sau này khi Ngài thành Phật đó, có được cái quốc độ trang nghiêm thanh tịnh. Và Ngài Phổ Hiền Bồ Tát giảng đầy đủ 12 đại nguyện để cứu độ chúng sanh, để hoàn thành hạnh nguyện trong quá gì, cái quá trình, cái quả di Phật của mình sau này cũng quốc độ.
Thì sở dĩ hôm nay Đức Thầy chúng ta khuyên mình đó là chịu dưỡng tánh lành là nhằm mục đích đó để đó cho mình nâng cao được cái phẩm hạnh nhân cách và cái phẩm vị trên con đường tu tập. Cái phẩm vị đó là từ cái phẩm vị là A-la-hán bước lên viên giác rồi lên Bồ Tát, từ Bồ Tát đi dài cho tới đẳng giác diệu giác Bồ Tát cho tới chứng quả vị là chánh đẳng chánh giác, đó là phẩm vị. Và sau khi phẩm vị đó hoàn thành rồi đó là chúng ta thực hiện cái hạnh nguyện quay đầu trở lại nhân gian này để cứu giúp tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Cho nên khi hồi nãy mà mỗi cái câu nguyện chúng tôi là khi mọi hướng đó là mong cầu cho tất cả chúng sanh bao gồm mạnh thượng quân tất cả muôn loài tương lai được giảng sanh về miền Tây phương cực lạc và được tác thành Phật đạo và trở lại thế gian cứu giúp chúng sanh đồng thành Phật đạo. Là tại vì chỉ có con đường đó, khi chúng ta đắc đạo thành Phật rồi, chúng ta mới có đủ khả năng để cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên nếu chúng ta không tu tâm, không dưỡng tánh, thì con đường giải thoát, con đường thành Phật của mình chỉ là giấc chiêm bao. Vậy thì hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp trọng tâm sanh. Mỹ ý cho biết rằng là bổn phận người tu muốn tiến trình tới chỗ giải thoát là cần phải dưỡng cái tánh của mình, là nuôi tánh thiện hoàn toàn cho trong sạch. À, chuyên lo tu tâm của mình, đừng để cho thất tình lục dục tham sân si và danh lợi tình nó làm chủ đẩy mình vào con đường nhân gian của tam giới. Rồi bắt đầu là quay về cõi phúc đường trang đạo, Phật pháp thiền na dốc thực hành, hai câu này là cái pháp hành để hoàn thành hai cái công hạnh kia. Thì pháp hành là phải bắt đầu tiếp tục tu tập. Quay về cõi phúc là gì? Được gọi là cõi gốc, là bởi vì sau khi á con người chúng ta sanh vào nhân gian này đầu thai làm người, chúng ta để cái tư tưởng cái tâm mình phóng theo cái phàm trần, đeo đuổi theo danh lợi tình, vợ con tiền của vật chất nhà cao cửa rộng, tất cả các cái đều đi theo một cách hoàn toàn là mỹ mãn suôn sẻ và gần như là không còn thời gian để chúng ta nhìn lại coi chúng ta đang sống cho ai, chúng ta đang làm cái gì và đời sống của mình đó có đúng với hoàn toàn là một con người đang tiến hóa hay không, hay là chúng ta đang nằm trong con đường mê muội theo dòng danh lợi tình. Vậy thì quay về cõi phúc tức là bắt đầu là chúng ta nhìn lại thời gian này mình làm cho ai. Dạ, Đức Thầy chưa biết là gẫm kim tiền bội bạc bắt tài đâu làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiến đường một bước. Nếu chúng ta phục vụ đời sống mình cho tiền đó là chúng ta phục vụ cho kẻ sát lầm, đúng không? Nếu chúng ta phục vụ cho danh đó thì cái câu là danh cho cõi dù ganh quanh liệt liệt tặng thí hoàng xưa chưa kia còn đâu. Ông lão tử cho biết là đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, cái danh cuối cùng cũng không còn. Vậy là phục vụ cho danh cũng là vô ý nghĩa. Nếu mà phục vụ cho tình đó thì nó còn ngại hơn. Ông trang tử cũng nói câu rất là đau lòng đó, tức là ngã tử thê tắc giá, tức là khi ta chết rồi là vợ ta cũng có chồng khác à. Vậy thì kết quả rồi á, mình phục vụ cho nó cũng có ý nghĩa gì đâu. Mà cái tồn lại đó thì nhắm mắt chỉ nắm hai tay đâu đem thiền cổ đem rày hầu non, chỉ có tội phước hay còn đến nơi thẩm phán của son diêm đài, phước nhiều thì thiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đội nhiều ngày tháng thơi. Vậy thì cái cuộc đời của một người chưa hiểu được cái đạo lý thì kết quả của họ chỉ là nhắm mắt rồi đó là chỉ nắm lấy tay không, cái cuộc đời hoàn toàn vô ý nghĩa. Thì hôm nay Đức Thầy kêu là quay về cõi phúc đường trang đạo, Phật pháp thiền na dốc thực hành. Ở đây chỗ này xin mạng phép nói hơi cấn một tí. Hai từ thiền na không phải nhất định là bạn phải rời khỏi nhà cửa, xa cha mẹ anh em vợ con lên núi, bắt đầu chúng ta ngồi như lim dim giống như ông thần tài hay là một ông thần núi ngồi không còn quan tâm, không phải điều đó. Cái từ thiền na được xuất phát từ Trung Quốc, được dịch ra chữ thiền là tĩnh lự, thiền na gọi là tĩnh lự và tư duy. Chỉ thì Phật pháp thiền na dốc thực hành, Đức Thầy muốn khuyến khích cái người tu cho con đường giải thoát là chúng ta phải sống trên tỉnh thức. Chúng ta tỉnh thức từ lời ăn nè, từng tiếng nói, từng cử chỉ, từng việc làm, từ hành động và từng ý niệm của mình. Chúng ta biết rằng là ý niệm này đúng hay là sai, ngôn ngữ này đó thiện hay là ác, và cái con đường mình đang làm đó là tốt hay là xấu, đẹp hay là mắc. Chúng ta luôn luôn nhận định một cách rõ ràng trong mùng 1, không bao giờ chúng ta bị mê lầm và không bao giờ chúng ta bị phí phạm trong quá trình đó. Cái chỗ thiền na của Đức Thầy dạy là nói cho toàn thể tín đồ đồng đạo biết rằng là chúng ta luôn luôn sống trong chánh trí và chánh kiến, đúng với cái câu văn mà Đức Thầy cho biết là thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên qua, siêu sanh và cảnh giới niết bàn. Nó cũng là phù hợp tuyệt đối trong 8 điều răn cấm, là cái điều thứ 7, đứng trước mọi việc chi và sư đại hay đạo đức ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy, thì gọi là thiền na.
là cái người này là luôn lúc nào đó là cũng sống trên tỉnh thức, trên mọi tình huống. Cái người này được gọi là cái người sống trong trong chánh giác và chánh trí. Thì quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền na dốc thực hành là bắt buộc một người muốn vượt ngoài tam giới, muốn thoát ly khỏi cái cõi ta bà này và tu thân hành thiện tới giải thoát đó, thì phải áp dụng đủ toàn diện trong bốn câu mà chúng ta đã phân tách, đó là hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh. Mà muốn tu tâm dưỡng tánh lành, không cho ma nghiệp vọng tâm sanh, phải làm sao? Thì phải quay về cõi phúc được chân đạo Phật pháp thiền na dốc thực hành. Đó là đại ý của bốn câu mà trong giáo pháp của thầy muốn gửi gắm cho toàn thể đồng đạo và tất cả mọi người. Mong rằng sau khi chúng ta hiểu được qua giáo lý của ngài, hãy nhận rõ được lời giảng của thầy, mọi người chúng ta hãy ôm đó mà thực hiện cho con đường tu thân hành thiện. Ở đây thì nhân dịp xuân về, chúng tôi xin có một lời gửi chung cho toàn thể đồng đạo và tất cả mọi người trong con đời cuộc đời tu tập. Nếu mà cần nương tựa đó, các bạn hãy nương tựa nơi giáo pháp của Phật. Và nếu cần nương tựa đó, là các bạn hãy nương tựa nơi giáo lý của Đức Thầy. Nếu cần nương tựa đó, là hãy nương theo con đường học Phật tu nhân mà Đức Thầy đã dạy. Và nếu cần nương tựa đó, là các bạn hãy nương tựa đó vào chính nơi những gì Đức Thầy đã dạy, hình bóng của Đức Thầy, của Đức Phật, của tất cả các bậc Bồ Tát và những người hy sinh cho đạo pháp và những người làm việc cho toàn thể chúng sanh. Đó là những hình bóng chúng ta cần nương tựa. Và chúng ta cần nên tránh hẳn tất cả những sự nương tựa sai lầm, nhất là về vấn đề là vì danh, vì lợi, vì tình mà chúng ta nương tựa vào con đường tu thân hành thiện, hay là chúng ta nương vào những người đang bị dính vào con đường danh lợi tình, thì quãng đời của mình tạm thời là đoạn đường chưa thể nào gọi là tiến hóa một cách mỹ mãn. Cho nên muốn được tiến hóa một cách mỹ mãn là hình bóng chúng ta còn đó, thấy đó tức là ngay Đức Phật, Đức Thầy là những người đã giải thoát thành tựu trước mắt chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục đi theo ngài. Thầy nói rất là hay, rất là tuyệt vời trong cái đoạn văn này là nay rừng bụi có người mở ngõ thì noi theo dấu thỏ đường dê, đúng không? À, nếu có thời gian nữa chúng ta sẽ giải rộng bốn hai câu này. Giải luôn. Bây giờ thì